À, alo, cậu nói cái gì? Hả? Úi dồi ôi, cá ở khắp xung quanh đây bị bắt trộm hết á? Hả? Cái gì? Ai cậu nói ai bắt trộm? Hả? Quỷ mèo cá tôn két á? Úi dồi ôi, được rồi, để tôi nghĩ phương án chiến đấu nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình vừa nhận được tin của một đệ tử mình cài cắm ở khắp đây là có một con quỷ mèo cá tôn két xuất hiện trong vùng này và nó bắt hết trộm cá của các đầm hồ, ao, sông và nó đang đánh ra biển rồi các bạn ạ. Bây giờ mình phải nghĩ phương án để chiến đấu với con quỷ mèo này. Alo, Bijon Santa nghe đây. Có gì thì báo cáo đi. Bijon Santa là bảo vệ toàn bộ Omnivac này nhé. Cái gì? Cá ở đây bị bắt trộm hết à? Kẻ nào dám đi bắt trộm cá ở khu vực ta cai quản hả? Ta phải tìm bằng được. Tức lắm rồi. Tìm. Các bạn ơi, mình nghe nói là tên quỷ mèo Cartoon Cat này rất thích ăn cá và chuyên đi ăn trộm cá. Do vậy nha, mình đã chuẩn bị sẵn một con cá này rồi để bẫy con quỷ mèo này nha. Khi mà con quỷ... tên ăn trộm cá đây rồi. Chính ngươi, ngươi đã tạo ra rất nhiều những vụ trộm gần đây đúng không? Không phải tôi đâu, tôi nói thật đấy, không phải tôi đâu. Ngươi còn chối ra hả? Cá ngươi cầm đây bây giờ ngươi còn chối ra này. Chối này. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, mình đang đi làm việc tốt ngăn cản tên quỷ mèo thì không biết xuất hiện một tên nào mà đầu có hai cái sừng như kiểu Ngưu Ma Vương ấy. Ngưu Ma Vương thì xuất hiện trong phim Tây Du Ký thôi, tại sao xuất hiện ngoài đời thật thế này nhỉ? Để mình thử xem hắn kỹ xem hắn là tên nào. Hỡn láo rầy lông cơm ba lăng nhăng, dám láo với đại ca Bijon này hả? Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Ôi dồi ôi, Bijon á? Ôi dồi ôi, thì đúng rồi, đây là Bijon San các bạn ạ. Ui, lúc đầu mình lại nhầm thành Ngưu Ma Vương. Bố láo ăn cắp, im mồm đi. Xin lỗi, đây chính là Bijon San các bạn ạ. Trông có hai cái sừng này, coi như là trong giới San nó chỉ có mỗi Bijon San hai quả sừng đẳng cấp này thôi nhá. Cẩn thận đó, vú vẩn nó lố húc cho nó như con trâu hôm ấy các bạn ạ. Cái tên trộm cá này ngươi còn nói nhiều à? Nhận đoạn sừng của ta đi à. Ôi, cái tên Bijon San này sừng của nó lợi hại quá các bạn ạ. Đừng có mà đùa với ta nhá. Sừng của ta còn cứng gấp tỷ lần Ngưu Ma Vương ngày xưa nhá, đừng có mà đùa. Ôi, điên lắm rồi. Các bạn ạ, mình không làm cái gì cả, tên Bijon San này mà tên ấy đám đánh mình. Đây rồi, đây các bạn nhìn chưa, đây là một cái cưa nhá. Bây giờ mình sẽ cưa sừng tên Ngưu Ma Vương này. Tên Ngưu Ma Vương giỏm này, tên Bijon San này, ta không làm gì việc xấu nhá, mà ngươi dám tấn công ta, bây giờ ta cưa sừng ngươi. Cưa đi, cưa thoải mái đi. Tên này cũng thách mình cưa sừng các bạn ạ. Được rồi, cưa. Chọc vậy nhỉ? Cưa tiếp đi. Cưa tiếp này. Cưa cái gì đấy, ông Bijon San này sừng đâu là cái gì mà tôi cưa không nổi. Ta nói rồi, sừng của ta cứng lắm, bây giờ ngươi có thích ăn đòn tiếp không? Ôi trời ơi, cái tiếng gì mà ồn ào thế nhở? Ngó xem nào. Ôi trời ơi, tên gì kia? Hai cái tên gì lại đánh nhau, mắng chửi nhau kinh thế kia nhở? Hắn có con cá vàng à? Được rồi, thế thì quỷ mèo ta sẽ phải ăn trộm con cá vàng của ngươi. Hay! Cá vàng được đấy, hoành tráng đấy. Đừng có đùa với ta tên này. Từ đã. Con cá vàng tôi rồi. Tên quỷ mèo, ngươi dám ăn cắp cá vàng của ta. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đâu? Quỷ mèo đâu? Không, quỷ mèo. Hóa ra ngươi chính là quỷ mèo, chính là thủ phạm gây ra bao nhiêu vụ án mất trộm cá. Ngươi nói đúng rồi đấy. Quỷ mèo ta tu luyện 7-7-49 ngày, ăn biết bao nhiêu trường gọi là trường tiên thuốc tiên rồi, đừng hòng mà đấu được ta. Thế thì ngươi phải đấu với Bijon San ta một trận. Được thôi, ta sẽ hút ngươi vào bây giờ. Được rồi, vào trận đi, ta máu chiến lắm rồi. Bijon ơi, thôi, được rồi. Bây giờ tạm thời mình lui về trụ sở tập đoàn Tâm Brit để bàn phương án đã. Chứ tên quỷ mèo này không phải là quỷ mèo tốt đâu. Hắn là quỷ mèo xấu, hắn đã ăn được thuốc tiên rồi, mạnh lắm. Cứ để yên, tôi chiến với nó. Đi. Tâm Brit, tôi chuẩn bị chiến nhau với nó rồi, sao có ngăn cản.
Ui giời ơi, đấy có phải là con mèo bình thường đâu, đây là mèo chúa đấy, cậu đừng có mà đùa mà đánh nhau. Trời ơi, nó chỉ là con mèo thôi mà, có cái gì đâu, mèo ở nhà tôi nhưng tôi đánh bắt bay sang châu Âu luôn. Đấy là mèo ở nhà, còn con mèo này á, nó khổng lồ lắm, về tôi kể tiếp cho mà xem. Các bạn ơi, mình đã thu thập được tất cả video, thông tin, hình ảnh của con quỷ đầu mèo rồi các bạn nhá. Con quỷ đầu mèo hay là con gọi là quỷ Ketutket đây như các bạn vẫn gọi đấy. Thì tên này là một dạng gọi là người không ra người mà vật không ra vật, bởi vì là hắn không giống một con mèo bình thường. Hắn lại có hai chân, lại có hai tay các bạn ạ. Đây các bạn nhìn hình ảnh, đấy chưa? Hắn đang ở những cái khu vực rất nguy hiểm này, đấy khu vực nó xuất hiện đấy. Rồi gì nhỉ? Tên quỷ này cao tới 21m và cái sải tay của hắn có thể sải từ trên cao bắt được xuống dưới đất. Cái sải tay dài tới 13m các bạn ạ. Con này nó là quỷ, nó gọi là chúa của tất cả các loài mèo nha, trên thế giới luôn. Và ước chừng đâu đó khoảng tầm 80 triệu con mèo trên thế giới đấy các bạn. Ôi số tuyệt vời, tôi vẫn chưa hãi lắm đâu, nếu mà một mình con quỷ mèo như này nha thì tôi có mà đánh tốt. Ui giời ơi, không phải là một mình con quỷ mèo đâu cậu ạ. Nó đã gọi là quỷ mèo chúa mà lại, tức là nha, nó còn làm chủ hơn 80 triệu con mèo cơ mà. Nó sai 80 triệu con mèo ra mà tấn công cậu cùng một lúc á, nó cào cấu xé cậu thì cậu có chịu được không? Chưa kể nhá, nó còn làm chủ của một con quỷ gọi là quỷ đầu bóng bay cơ, cậu không biết đâu. Cái con quỷ đầu bóng bay nhá, nó như kiểu là con dạng con quỷ loa ấy, nhưng mà đầu nó là cái quả bóng bay khổng lồ như thế này này. Bên trong đấy là toàn những chất vũ khí sinh học với khí độc thôi. Nó tấn công người ta bằng cho thả ra đống cái bóng bay này, xong là thả đầu nó nổ bùm phát lên đấy nhá. Khói ngửi thấy á, cứ tưởng là thơm nhưng thực ra toàn chất độc sinh học. Các bạn ơi, tập này thì có mình với lại Bison San để hợp sức chiến đấu. Những cái thế mạnh của Bison San thì tí nữa Bison San khả năng là phải nêu phương án tác chiến nhá. Còn bây giờ về phía mình này, thì các bạn biết rồi đấy là con quỷ mèo Ketutket này, nó là một đứa rất là ham ăn. Con quỷ này chuyên gia đi bắt trộm cá củng của sông hồ ao của người dân ở đây. Người dân ở nơi đây bức xúc lắm rồi, báo cho mình liên tục nhận được hàng nghìn cuộc gọi điện thoại từ hôm qua đến giờ vì cái tội con quỷ mèo này ăn trộm ăn cắp mà người ta không đấu lại được các bạn ạ. Nó cao tới 21m, sải tay nó dài, nó tắt bùm bộp bùm bộp, bao nhiêu người bị nó tấn công rồi. Bây giờ ấy, mình có phương án như này, mình sẽ dùng một con cá giả nhá. Đây này, con cá Nemo này này, đấy con cá Nemo ở đấy, mình sẽ dùng con cá giả này nhá để đập bẫy con quỷ mèo nhá, cho nó xuất hiện để mình có thể tấn công nó hoặc là thậm chí cho nó hóc luôn đấy. Thứ hai nữa là đây này các bạn nhìn này này, mình đã mượn được tượng của quỷ mèo chúa nhá các bạn nhá. Mình sẽ cố gắng làm sao mà trong phương án mà ấy nhá, quỷ mèo chúa ngày xưa mình gặp một lần rồi, ông ấy bảo là phương án nào mà bí bách lắm, nguy hiểm lắm thì gọi ông ấy với lên. Nhưng mà nói chung là hy vọng lần này nếu mà mình sẽ triệu hồi được ông quỷ mèo chúa này lên để ông ấy cứu mình. Ấy, các bạn nhìn thấy quả sừng của Bison San ta đẳng cấp chưa? Nha. Nói thật là gặp con quỷ mèo nhá, kiểu gì ta cũng trổ hung cho nó một phát nhá. Còn mà nó đứt nhá, tên quỷ mèo xấu xa này. Mà không nhá thì ta cho nó ăn gatter blaster nhá. Thì 80 triệu con mèo thì cũng bay hết. Úi giời ơi, ăn trộm được con cá của tên Tân Paris kia cũng ngon đấy, nhưng mà lại đói bụng rồi. Phải ra sông bắt cá tiếp thôi, bắt cá nào. Ôi dồi ôi, ra sông dạo này mình bắt hết cá rồi hay sao ấy, không có con nào cả, bực mình quá. Bây giờ đệ tử của ta đâu, ra. Con nghe đây, ta cử con ra để đi tấn công team Tân Paris, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi, thưa chủ nhân. Đội quân của Tân Paris, ta đến đây. Tân Paris ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Tên Bison San này, hôm nay ta sẽ bắt ngươi. Ôi dồi ôi, Tân Paris cứu tôi với, con mèo này nó to lắm. Trời ơi, các bạn ơi, Bison San bị tên mèo này tấn công rồi. Được rồi, mình phải dụ con mèo này đi theo mình mới được. Tên Bison San này nhận đơn của ta đi. Bảo này, đi theo tôi cho con cá to đùng này. Cá đâu vậy? Cá ngon quá. Được rồi, để ta đi theo ngươi này. Ôi trời ơi, các bạn ơi, con quỷ mèo bị trúng bẫy của mình rồi. Bây giờ mình sẽ vứt cái con cá nhựa này ra, nó ăn thế nào nó cũng bị hóc cho mà xem. Ôi, đứng lại mau, tên Tân Paris kia, ngươi đâu rồi?
À, tự nhiên lại có con cá ở đây, thế thì lại phải ăn thôi, ăn thôi. Rồi thơm quá. Chết rồi, bị hóc rồi, bị hóc rồi. Nên con có bị thêm nhiều người cả, bị hóc rồi. Chùa đáng đời cái tên con mèo tham ăn. Đấy các bạn ơi, mình đã đánh bẫy được tên đệ tử của tên Quỷ Mèo rồi đấy. Đừng vội mừng tên Tân Paris. Ai vừa gọi tên mình nhỉ? Quay ra đằng sau đi. Tên Quỷ Mèo. Ôi trời ơi, chạy. Người đứng lại mau, đừng chạy. Tên Tân Paris, người bị ta bao vây rồi, ha ha ha. Điện đây nhá, ta cũng muốn chiến đấu với ngươi luôn, bởi vì là ngươi đã ăn trộm, ăn cắp bao nhiêu cá của người dân ở đây rồi. Nhận đòn đi tên Tân Paris. Tên Quỷ Mèo kia, ngươi dám đạp ta sẽ đạp lại ngươi. Ôi! Ai tên Tân Paris, ngươi cũng mạnh đấy nhờ. Thế thì ngươi không biết rồi, Tân Paris ta đây là anh hùng diệt quỷ, diệt được rất nhiều tên quỷ giống như ngươi rồi. Thậm chí là quỷ mèo chúa còn làm bạn với ta đấy. Đừng nói nhiều, đừng khoe khoang nữa, nhận đòn móng vuốt của ta đi. Yay! Ai ôi, tên quỷ kia, ngươi dám cào vào mặt ta. Ta không sợ ngươi đâu, chiến tiếp. Cái tên Tân Paris kia ngươi không biết sợ là gì à? Ta cào ngươi tiếp. Tân Paris, cậu cẩn thận đấy, cái móng vuốt của nó sắc lắm đấy. Dùng cái khiên này mà đỡ đòn. Ném ra cái khiên. À, đây rồi. Chiến đấu đi, tên Quỷ Mèo. Ta đỡ được trường của ngươi rồi. Bi Doan San, đến lượt cậu. À, được rồi Tân Paris. Tên quỷ đầu mèo kia, cái tụt kép kia, ta tặng ngươi Gutter Blaster. Ôi, tên kia ngươi chơi Gutter Blaster đau quá, ôi dồi ôi, bị thương rồi. Được rồi, ta sẽ cử đệ tử của ta ra, đó chính là tên quỷ đầu bóng. Ra! Ôi dồi ôi, bị đoạn ơi, ôi dồi ôi, con quỷ đầu bóng kinh quá. À, nhận đòn đi Tân Paris. Bay vào nhờ y dọn nhờ. Có cái mùi gì ấy Tân Paris ạ, kinh lắm. Tôi ngửi thấy mùi nó hắc lắm. Thế làm thế nào bây giờ? Đây chính là mùi của khí H2S, khí lưu huỳnh rồi. Đi, tôi chạy đi, không là không chịu được cái mùi này đâu. Chạy thôi. Tên quỷ đầu bóng bay nhất định là thả ra rất là nhiều quả bóng bay đây rồi. Trong những quả bóng bay này không phải để chơi các bạn ạ. Nó có rất nhiều khí độc và nó sẽ tấn công con người, lan tỏa ra môi trường, làm ô nhiễm môi trường. Bây giờ mình phải phá hủy tất cả cái đồng bóng bay này để nó không lan tỏa ra được môi trường. Mũi tên lửa đâu? Lên! Đấy các bạn ơi, đã phá hủy hết cái đồng bóng bay này rồi. Bây giờ nhá, mình sẽ xử lý cái tên trùm của hắn, chính là con quỷ đầu bóng bay. Ui dồi ôi, tên quỷ đầu bóng bay này. Ui dồi ôi, sao người to thế này hả trời? Nhận đòn đi tên Biron San kia. À, tên quỷ đầu bóng bay kia, ngươi không biết là ta có cặp sừng cứng nhất thế giới hả? Nhận đòn của Biron San ta đi. Ta đã bảo mà, đấu sừng với ta chỉ có thua mà thôi. Rồi ôi, bực mình quá, đệ tử bóng bay của ta đã thất bại dưới tên San kia. Và tất cả bóng bay của ta cũng thất bại dưới tên Tân Tari. Ta điên lắm rồi. Được rồi, bây giờ đích thân ta sẽ xử lý từng tên một. Nhận đòn của ta đi, cao. Bison San ơi, bây giờ cậu chiến đi, tôi không đánh lại được. Ây ôi, tôi cũng không đánh lại được, nó lại cào tôi rồi. Ôi, Tân Paris. Tình hình thế nào rồi? Tôi vừa bị con quỷ mèo nó cào sưng mặt lên rồi. Anh em mình bây giờ khả năng không đấu được rồi. Phải làm thế nào bây giờ nhờ? Tôi sẽ đạp cậu lấy ở đâu vậy? Ta sẽ đạp tôi vừa mượn của Phan cho. Ôi, Bison San ơi, tôi có cách rồi.
tôi làm bạn với quỷ mèo chúa, tức là còn đại ca của tên quỷ mèo này cơ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ mang quỷ mèo chúa ra nha, cầu cứu. Quỷ giải ơi, ông quỷ mèo ơi, tôi nói thật với ông này, đệ tử của ông là con Cartoon Cat, nó vừa mới tấn công bọn tôi, bây giờ tôi bất lực rồi đấy. Ông cứu tôi với. Ông cứu tôi với. Ông cứu tôi với. Ái dồi ôi, ái dồi ôi, cái tên nào tát ta, đau quá, đau quá. Ông quỷ mèo hiện lên rồi. Tôi xin lỗi nhá, là tôi đây, tên Pri đây. Nhưng mà ông bị bê đê à? Ngươi bảo ai bị bê đê, ăn đòn đi. Sao ông hung thế ông quỷ mèo ơi, tôi bảo này. Thế ông cứu bọn tôi đi, tên đệ tử của ông đang làm càn kìa, làm bao nhiêu việc xấu ấy. Thôi được rồi, nể tình ngươi là người quen cũ của ta, ta sẽ đến gặp tên đệ tử của ta, ta sẽ thu phục nó. Tôi cảm ơn ông quỷ mèo nha, đây ông đi theo tôi đi, ông đi trước đi. À, chắc là tên Tân Paris và tên San bạn đồng hành của hắn đang thất bại và đang khóc lóc rồi. Thất bại rồi các con ơi, không đủ tuổi chiến đấu với ta đâu. Trời ơi, ngươi gan lì nhỉ, tên Paris, ngươi muốn gì? Ngươi nhận ra người quen chưa? Ông quỷ mèo chúa, tôi giao phần việc còn lại cho ông, hãy thu phục hắn đi. Được rồi, để ta. Tên quỷ mèo kia, tên quỷ mèo Cartoon Cat kia, ngươi có nhận ra ta là ai không? Ôi trời ơi, sư phụ. Con chào sư phụ, trời ơi mấy năm nay sư phụ đi đâu đấy mà con tìm mãi không thấy. Ngươi là tên học trò láo tuyết, ta phải xử lý ngươi. Ngươi dám trốn khỏi vương quốc của quỷ mèo và tấn công con người. Ngày hôm nay ta phải xử lý ngươi, ta cho ngươi ăn đòn đi. Ai rồi, đau quá, sư phụ ơi, có gì sư phụ nhẹ tay. Con biết lỗi của con rồi, bây giờ sư phụ nói gì con cũng nghe, con nhận lỗi sư phụ ơi. Nghe ta nói đây, trở về thế giới của quỷ mèo, mau. Con biết rồi, con về đây. Ha ha, Tân Paris ơi, Tân Paris, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ thì tôi cũng chào tạm biệt đây, bye bye. Bye bye nhá, bye bye ông quỷ mèo nhá. Ôi giời ơi, các bạn ơi, các bạn, thế là hôm nay, ôi coi như là chiến thắng được tên quỷ mèo Cartoon Cat rồi các bạn ạ. Hóa ra hắn cũng chỉ là tên đệ tử của quỷ mèo chúa thôi. Hắn dám trốn ra khỏi thế giới của quỷ mèo Cartoon Cat là đến phá hủy thế giới, rồi là làm quấy nhiễu cuộc sống của mọi người. May mà mình với lại Bison San đã coi như phối hợp để đánh chiếm thắng được con quỷ mèo các bạn ạ. Mà Bison San là một San cũng khá là hay ấy, do các bạn nào yêu cầu mình ấy nhở. Úi dồi, San này có hai quả sừng, sức mạnh hơi bị hay đấy các bạn ạ. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Đừng quên là like, share và đăng ký kênh Tâm Paris giúp mình nhá. Like video này nhá. Các bạn thích làm về San nào, thích làm về con quỷ nào mà độc lạ một tí đi nhá, thì các bạn comment dưới video này nhá. Mình sẽ làm theo yêu cầu của tất cả các bạn nhá. Bây giờ thì cảm ơn và bye bye.